Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo cho lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều qua ngày 24 tháng 7, công tác chuẩn bị quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1 cơ bản hoàn tất. Hôm 16 giờ chiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Sáng 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Hội trường Thống nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1. Theo đó, lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, người dân được tạo mọi điều kiện thuận lợi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân, có thể đến viếng theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được ban tổ chức sắp xếp. Trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng. Người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25 tháng 7, đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước Hội trường Thống nhất hoặc đăng ký trước qua điện thoại của ban tổ chức. Các đoàn đại biểu, người dân đến viếng làm thủ tục đăng ký ngay bên phải cổng vào Hội trường Thống nhất. Ban tổ chức bố trí khu vực giữ xe gắn máy, xe ô tô tại đường Hàn Tuyên và đường Alexandra House. Vì trong giữ xe phục vụ lễ tang hoàn toàn miễn phí, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đoàn viếng không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Trong thời gian diễn ra quốc tang, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hạn chế các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống nhất như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Trần Công Chúa, v.v. Lễ viếng lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thank you.